đau xót với số phận của 5 mỹ nhân hoa ngữ trong năm 2016. Thứ nhất, Đồng Lệ Ám. Đầu năm 2017, chuyện ngoại tình của Trần Tư Thành đã trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người. Mỹ nhân Đồng Lệ Á vì vậy cũng khiến nhiều fan phải thở dài và quá thương cô. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên Trần Tư Thành ngoại tình. Trong năm 2016, chàng đạo diễn lắm tài nhiều tật này cũng khiến Đồng Lệ Á sượng mặt nhiều lần vì thói trăng hoa của mình ngay trong lúc vợ đang mang thai. Dẫu vậy, cô vẫn lựa chọn tha thứ, bỏ qua với mong mỏi cực kỳ giản đơn là mong anh ấy quay về nhà là được. Thứ hai, Tạ Hạnh Phương. Một trong những cô gái vị tha khác được nhiều người yêu thương là Tạ Hạnh Phương, vợ của nam vận động viên cầu lông Lâm Đan. Khi cô đang mang thai, Lâm Đan đã ngoại tình với một cô gái trẻ đẹp đầy tai tiếng khác và bị báo chí tung loạt ảnh chứng minh ngoại tình. Hành động của Lâm Đan được ví như cái tát ngược vào những lời thề thốt hứa hẹn năm xưa anh dành cho Tạ Hạnh Phương khi theo đuổi cô suốt một thời gian dài. Trái hẳn với suy đoán của mọi người, Tạ Hạnh Phương vẫn giữ được bình tĩnh và quyết định tha thứ cho chồng vì gia đình nhỏ và cậu con trai mới chào đời. Hành động cao thượng vị tha của cô khiến nhiều cư dân mạng cảm phục. Thứ ba, Dương Mịch. Năm 2016 lại là một năm sóng gió của Dương Mịch khi liên tục vấp phải tin đồn ly hôn, ngoại tình hay bị chỉ trích vì lơ là con gái gạo nếp nhỏ. Đầu tháng 11 năm ngoái, Dương Mịch lại vướng phải cơn sóng dữ khi phong hành tung đoạn clip đêm khuya đọc kịch bản của Lưu Khải Uy và Vương Âu. Lưu Khải Uy biến mất tăm sau vụ việc và Dương Mịch trở thành mục tiêu để giới truyền thông theo đuôi. Mặc loạt bằng chứng đầy mờ ám của chồng và người khác, Dương Mịch vẫn mạnh mẽ tuyên bố cô tin tưởng chồng. Hình ảnh Dương Mịch mặt buồn bã tiêu tụy thấy rõ sau vụ scandal khiến nhiều người dù không phải là fan của Dương Mịch cũng phải thấy chua xót và cảm phục sự mạnh mẽ của cô. Thứ tư, Triệu Lệ Dĩnh. Là một trong những tiểu hoa đán sáng giá của làng điện ảnh Hoa ngữ, Triệu Lệ Dĩnh không may mắn như nhiều người mà phải vươn lên từ con số không tròn trĩnh, không gia thế, không trường lớp nghệ thuật, không người đỡ đầu chống lưng. Chính vì vậy mà để có được thành công như ngày hôm nay, Triệu Lệ Dĩnh phải nỗ lực rất nhiều. Thời gian gần đây, những thông tin về Triệu Lệ Dĩnh như té từ trên lưng ngựa xuống gây chấn thương lưng nghiêm trọng, quay phim khổ cực đến gầy dọc, ngủ đứng ngay giữa sân bay đều khiến fan phải đau lòng vì thần tượng của mình. Thứ năm, Trần Kiều Ân. Năm 2016 có thể coi là một năm niềm vui không trọn vẹn của Trần Kiều Ân. Ngoài việc bạn trai cũ Hoắc Kiến Hoa kết hôn, thì điều khiến cô suy sụp nhất là cậu bạn thân Kiều Nhậm Lương qua đời vì tự sát. Niềm đau chưa kịp nguôi ngoai thì cô lại trở thành tâm điểm công kích của cư dân mạng chỉ vì không đăng bài nói về việc Kiều Nhậm Lương qua đời. Chỉ đến khi bạn bè hé lộ, người ta mới biết Trần Kiều Ân suy sụp đến mức lấy nước mắt để rửa mặt. Hiện tại, mỗi lần có người nhắc đến Kiều Nhậm Lương trước mặt Trần Kiều Ân, cô đều bật khóc khiến mọi người cảm thấy xót xa.